Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa xét xử vụ án giết người và tuyên án chung thân đối với Vũ Văn Minh, 32 tuổi, trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Trước đó vào lúc 18h35 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019, anh Nguyễn Thọ Tuyên, 49 tuổi, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành, đến nhà Vũ Văn Minh. Tại đây, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, Minh đã dùng cây tre và đánh liên tiếp vào người anh Tuyên, khiến nạn nhân tử vong rồi sau đó bỏ trốn. Bức xúc trước cái chết của anh Tuyên, người thân đã đưa thi thể và quan tài đến đặt trước nhà Minh. Cơ quan công an vào cuộc điều tra và kết luận, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc giữa anh Tuyên và Minh. Cụ thể, trước đó anh Minh cho Tuyên vay 70 triệu đồng và hẹn 8 ngày sau trả, nhưng anh Tuyên chỉ mới trả được 35 triệu đồng. Minh nhiều lần gọi điện cho anh Tuyên để đòi số tiền còn nợ nhưng không được. Sau khi anh Tuyên từ miền Nam trở về, rồi qua nhà Minh để nói chuyện thì xảy ra vụ việc đau lòng nêu trên.